cái khu này nè, chỗ này nhiều nè. Dạ. Nó nằm ngay nước á thì mình khó thấy nhưng mà nó mềm. Con này lấy được chưa? Nhỏ đúng không? Hơi nhỏ. Bởi vậy mấy con móng tay nó bữa nay nó bị con phát hiện cái là nó khóc. Đang yên đang lành phát bị phát hiện ra một cái rồi. Đừng nói bằng ngôi. Đúng rồi, nó bò ghê lắm chú. Bò ghê lắm. Cái này ghê chứ. Bởi vậy bắt xong là xíu nữa còn lại con gom chứ nếu không là nó bò đi. Bò đi ghê lắm. Đây. Dạ. Quyên phỉnh này là hốt mê luôn. Mẹ đằng đó cứng không mẹ? Cứng thì là đây bắt nè. Đằng đây mềm hơn nè, bắt ngon hơn. Mà bắt cái này là về cũng tốn nhiều chanh để chà lắm. Chà móng mình á. Nó đen thui à. Lúng nhưng mà nó mềm là được rồi. Mẹ nghĩ câu cua luôn hả? Mẹ nghĩ câu cua luôn rồi hả? Nghĩ câu cua qua đầu ngón tay luôn. Giật hết cái mớ dòng họ của nó luôn. Không vậy chứ còn con nhỏ cũng nhiều lắm á chú. Hang nhỏ ha. Với lại một mớ hang mình không có thấy nữa. Nhiều. Nhiều mà không có bằng đập chưa. Nhỏ lắm. Thì con nhỏ cũng nhiều. Vậy là từ hồi mới vừa móc đất lên đắp lại đây là chắc nó bắt đầu nó xanh rồi đó. Có hai loại nha, một loại nó trắng, một loại nó đen. Hay là do sình? Cái này. Chắc do sình con non với con già chú. Được, cái này lấy luôn rồi nè. Dạ, chú lấy hết đi. Ôi ơi, nó chui xuống mớ nè, ghê thiệt. Nó nhú xuống sình á. Chui nè. Thôi để con đi đem lên bờ, con đổ lên bờ nha. Rồi mình bắt tiếp. Hả? Ý là không có, nãy con để đây nè.